hai bệnh nhân ở Thanh Hóa nhiễm khuẩn Whitmore, một thiếu niên tử vong. Bệnh nhân 15 tuổi mắc Whitmore, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đã tử vong trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng. Tối ngày 12 tháng 11, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận một bệnh nhân 15 tuổi ở Thanh Hóa mắc bệnh Whitmore đã tử vong đêm ngày 11 tháng 11 trong tình trạng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, hoại tử ruột. Bệnh nhi đã được tiến hành phẫu thuật nhưng không qua khỏi. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng với phổi tổn thương, suy hô hấp, có ban xuất huyết ở hai bàn tay, thở máy, duy trì vận mạch. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do nhiễm vi khuẩn gây bệnh Whitmore. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị tại hai bệnh viện địa phương. Hai ngày trước khi khởi phát, bệnh nhi đi học về bị ngấm nước mưa, sau đó sốt cao liên tục 4 ngày, ho, nổi ban, đau tức ngực phải, đau bụng vào viện cấp cứu. Bệnh nhi được điều trị tại hai bệnh viện địa phương và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày thứ 12 của bệnh. Hiện tại, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đang điều trị cho một bé trai 10 tuổi khác cũng ở Thanh Hóa mắc bệnh Whitmore. Theo đại diện bệnh viện, đến thời điểm này, các tổn thương khu trú của bệnh nhi này có khả năng kiểm soát dễ hơn. Ngoài hai bệnh nhân nói trên, tại tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận một phụ nữ 40 tuổi mắc bệnh Whitmore. Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, dù Whitmore là bệnh không thường gặp, không gây thành dịch, nhưng bệnh cảnh thường tiến triển nặng, có tỷ lệ tử vong cao, nhất là ở những đối tượng có nguy cơ cao. Điều kiện vệ sinh môi trường bị ô nhiễm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển, nên có thể tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc bệnh Whitmore. Khuẩn gây bệnh Whitmore sống trên bề mặt nước và trong đất, đặc biệt là bùn đất. Khuẩn lây sang người qua vết trầy xước trên da hoặc qua đường hô hấp khi hít phải các hạt bụi đất hoặc giọt nước li ti trong không khí có chứa vi khuẩn, nhất là vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11. Vi khuẩn này có thể làm hoại tử và chết các mô, gây viêm loét hay áp xe trên da, viêm phổi, nhiễm trùng máu. Do đó, khuẩn gây bệnh Whitmore vẫn thường được dân gian gọi là khuẩn ăn thịt người. Các biện pháp phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng bảo hộ lao động khi làm việc có tiếp xúc với đất, nước bị nhiễm khuẩn hoặc trong môi trường không đảm bảo vệ sinh, làm sạch hoàn toàn vết rách da, trầy xước hoặc bỏng bị nhiễm bẩn và thực hiện ăn chín uống chín. Cục Y tế Dự phòng vừa công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh Whitmore, bệnh Melioidosis, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ và các đối tượng nguy cơ cao để phát hiện sớm các trường hợp mắc và xử lý điều trị trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các vùng nguy cơ cao đã có bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, tổ chức thu dung, cấp cứu bệnh nhân, điều trị tích cực để hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do bệnh Whitmore, chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức điều tra, phân tích về dịch tễ các trường hợp mắc bệnh Whitmore, phân tích nguy cơ và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Whitmore. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.